Dạo này kinh tế của ba hơi khó khăn, đồng ra đồng vô kiếm khó quá luôn ơi. Nên có gì ăn đó đỡ nha con, đừng chê nha con. Yên tâm ba, nhà hết gạo thì ăn đậu phộng cũng được, không vấn đề gì đâu. Cảm ơn con nha. Ê mấy con gà kia, mày thấy ba của tao thăng chưa? Dạo này nghèo lắm rồi, tụi bay đừng có nhào vô ăn chực của tao nha. Đứa nào nhào vô tao cho hành cà ri hết á. Ê gà của tao chứ không phải của mày, cà ri mày bây giờ. Chứ con ăn mà tụi nó cứ ngó ngó giống như tụi nó muốn xẻ vô ăn chực của con nha. Con hụ thôi. Cho tụi nó ăn chung luôn đi chứ nhà còn gì đâu để tụi nó ăn. Lúa thóc đâu cũng hết trơn rồi. Thôi con bự tụi nó, con không tụi nó, để con cho con ăn hết cái này đi. Mày tham ăn không uống quá nghe luôn. Nuôi con mình mày mà riết tao muốn mạt luôn. Mới có muốn thôi chứ chưa mạt mà. Dạ mổ rồi giờ. Nhà chỉ của mày với mấy con gà không mà tao nuôi muốn đuối lên đuối xuống vậy. Thiệt rầu hết sức. Giờ không lẽ tao bán mày rồi tao làm thịt tụi mấy con gà kia chứ. Ba làm thịt tụi nó chứ ba đừng có bán con, mà con dễ thương gì đừng bán con tự nghiệp con. Mặt chó của mày nhìn gì mà thương nổi. Không thương nổi gì đó, bưng con về nuôi con chi vậy? Tại tao đâu nghĩ là lớn lên mặt chó mà nhìn thấy ghét dữ gì luôn. Tụi bay tránh ra hết, nhà tao đang quạo nghe ông chửi tao mặt chó hoài kìa, đang quạo á. Thiệt rầu quá. Con cũng rầu nữa, ăn no muốn chết luôn rồi, rầu quá. Còn ba rầu cỡ nào? Rầu cũng nổi mụn luôn vậy. Hằng ngày phải đi cày cày làm việc ở ngoài đường, mặt nám lại giống như miếng bánh tráng, da dẻ thì nhăn nheo, đen còn hơn mày nữa. Cút anh lưu cho em ăn với. Tổ cha mày tao đã hù vậy còn gắn ké nữa mày. Cút mặt chó lưu đã bị ba ghét rồi, đừng để cho em ghét theo nghe. Không cần mày, mày tránh ra coi. Cút cho em ké ăn miếng ơi. Mày ké gần sạch của tao rồi mày nói ăn miếng hả? Tránh ra mày, tránh nào. Cút không trách con này lì ta. Ê mày chưa bị chó cắn bao giờ phải không? Cút vậy chứ anh từng ăn cửa gà chưa? Mày miếng nghe. Cút cho em ăn chung đi. Ê mày không có lỗ tai hả gà? Cút gà em chỉ có lỗ ghèn thôi, không có lỗ tai đâu anh lưu ơi. Mày đúng là điếc không sợ súng mà. Bây giờ mày có muốn bị chó cắn không? Cút làm gì hùng hổ vậy luôn? Hùng hổ gì mày? Dành gì dành chứ không được dành ăn với tao. Tao xuống xác với mày luôn á. Biến nghe không? Tránh xa nghe không? Cho tụi nó ăn chung đi có gì đâu dữ vậy luôn. Tụi này nó ăn xong rồi ỉa có giúp gì được cho ba đâu. Để con ăn. Cho tụi ăn với. Má nó chưa bị chó cắn hả ta? Ủa vậy chứ mày ăn mày không ỉa hả luôn? Có mà ngày mai mới ỉa. Đâu như tụi nó ăn xong rồi nó ỉa liền. Ăn gì uống. Trời nhìn nó ăn kìa nhiệt tình đi không? Mày biến đi gà. Cút cái quần. Anh đổ tháo tùm lum vậy luôn. Cho ké là mừng nghe mày. Nói nữa. Cút anh luôn cứ để cho em ăn đi, em sẽ phụ anh giải quyết vấn đề. Vấn đề gì? Mày phụ tôi ăn chứ phụ để giải quyết vấn đề cái con khỉ. Ba nói ba bị rầu để em phụ anh giải quyết vấn đề rầu của ba được không? Ủa nãy em nói rầu cái gì? Ê mày đừng có ăn nữa được không? Mày chừa tao miếng coi. Cút anh không nhớ hả? Cái đách. Ê thịt mày thơm này nghe, thịt này làm cà ri ngon lắm này nha. Cút cứ chừng cái mặt anh dính cửa đó. Ê một con đủ rồi nghe. Tụi bay đừng có chen vô nữa nghe. Cút cho em ăn đi, em phụ anh giải quyết. Get out my line đi. Lu có cách nào phụ ba giải quyết cái rầu của ba luôn? Chuyện gì cũng phải để cái bụng nó no rồi mới tính được, và để con ăn xong rồi con tính cho. Cút anh tính được cái con khỉ, anh tính ăn xong rồi anh làm cà ri tôi luôn thì có. Có thiệt mà mày chưa từng bị chó cắn không gà? Hả? Tao nhịn mày hết nổi rồi nghe. Đừng có lâu vô sọt nghe mày. Biết rồi. Tụi bay biến hết cho tao coi. Anh Lu biết juicy không? Tao chỉ biết ăn cơm mà không biết juicy là cái gì á. Cút để mổ về đường rồi em giải thích cho anh nghe. Juicy là cái gì nói nghe coi. Mày xạo vô chực tôi đập mày bây giờ. Juicy á là dược mỹ phẩm đã được các bác sĩ kiểm duyệt và được bán trong một số bệnh viện ở nhà nước. Ủa mày đâu rồi? Đây nè. Rồi sao nữa? Cút bán trong các khoa da liễu, tức là đáp ứng được các tiêu chuẩn rất là khắt khe. Mày nói thôi chứ mày đừng có ngó vô cái đồ ăn của tao. Rồi sao nữa? Nói nghe nữa coi. Juicy mang tính trị liệu rất cao đó anh Lu. Trị liệu cái gì? Cút như là trị mụn, trị nám, chống nhăn, làm trắng nữa anh Lu. Mày nói được rồi, mày đừng có chỏ mỏ vô cái tô của tao được không? Cút tại anh Lu không biết thôi. Juicy là một trong các dòng kem được các bác sĩ kê đơn để phục hồi da sau quá trình điều trị nhiễm corticoid do kem trộn đó anh Lu. Rồi tao hiểu rồi mày. Con hiểu gì luôn? Tại ba sử dụng kem trộn nhiều quá cho nên da ba bị như vậy đó. Mua Juicy về xài đi, đúng không gà? Cút đúng rồi đó luôn, để cho em mổ dài chạy đường nữa này rồi em giải thích thêm cho. Con cứ ăn thoải mái đi gà, giải thích cho ba hiểu thêm đi con. Ba để tụi nó giải thích hoài hết mọi con sao? Cút. Nói chung là ba cứ mua Juicy về xài đi. Cái này là dược mỹ phẩm, rất an toàn cho sức khỏe và làn da đó ba ơi. Có thật không vậy gà? Thiệt con? Cút con nói thiệt mà. Vô tình hôm qua con lướt vô trang Facebook mỹ phẩm an toàn 1989 để tham khảo thì đúng là như vậy thật. Vậy ba vô bệnh viện khám rồi mới mua được hay sao? Không đâu, bây giờ ba có thể mua dễ dàng ở trang mỹ phẩm an toàn 1989. Đây là trang Facebook phân phối online chính thức của Juicy đó ba. Cho em miếng hình luôn. Còn cái chó nào mày ăn? Còn cái gì? Tao thấy còn gì đâu? Còn con chó kìa. Đâu con chó nào đâu? Còn chó ngu kìa. Bà nội cha mày chửi tao hả? Cho mày ăn đã mày chửi tao hả? Cái thứ đồ gà đây dịch. Anh chửi tôi vậy là sao? Đã con gà mất dịch á. Mặt không thấy ưa à? Biến. Tụi bay biến hết cho tao nha. Thằng nào cút hoài à? Cút tôi nè. Cút cái quần. Biến hết đi. Biến. Cút. Đâu cất nào tao hửi nè. Có cất đâu.